Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 50 cái token EMT. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu GLAB nhé. Rồi, sau khi bấm vào đường link thì mọi người sẽ bấm vào cái mục Twitter này để đăng nhập vào. Ở đây mọi người chọn Connect Twitter. Rồi, sau đó thì mọi người chọn vào ủy quyền ứng dụng. Ok, sau khi đăng nhập xong thì mọi người sẽ follow Twitter này, chọn follow. Rồi, chọn follow xong mọi người quay trở lại. Bấm chọn verify. Và các nhiệm vụ ở dưới cũng tương tự nhé, mọi người sẽ tweet lại cái bài đăng này của nó này. Rồi, chọn đăng tweet. Quay trở lại, chọn verify. Rồi sau đó sẽ join vào nhóm Telegram. Kích chọn join này. Rồi ok, ở đây hai một cái cho nó vui. Rồi quay trở về. Tiếp theo join tiếp vào channel. Bấm chọn join này. Rồi sau đó quay trở lại. Truy cập vào website của nó. Rồi mọi người quay trở lại cho mình là xong. Tiếp theo follow Twitter cái kênh Communitas này. Chọn theo dõi này. Quay trở lại này. Verify. Tiếp tục like và retweet này. Rồi chọn tweet lại, sau đó chọn like cho mình và quay trở lại. Chọn verify. Rồi tiếp theo thì sẽ retweet và test 3 người bạn. Mọi người chọn retweet này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái phần trích dẫn này cho mình và test 3 người bạn vào. Chọn tweet lại. Ok, quay trở lại này. Chọn verify. Tiếp tục join tiếp vào kênh channel của Communitas. Rồi sau khi join xong quay trở lại, join tiếp vào kênh tele thứ hai. Ok, quay trở lại. Rồi sau đó truy cập vào website. Ok, quay trở lại. Sau đó gửi cho nó địa chỉ ví Polygon nhé, mạng Polygon. Mọi người có thể lấy ở trên chớt hoặc MetaMask. Chọn submit. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm vào cái mục này để lấy cái đường link chia sẻ nhé. Thì ở đây nó sẽ có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ này. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.